công việc các cảnh rồi chúng mình bắt đầu nha. Đây, một số loại thịt cá dễ phổ biến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảnh Lê Văn Huệ ạ. Cá này đây dưới này này, cá vàng ôi ơi. Cá hồng long, đây là cá hồng, cho là cá hồng.
slag, 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 smoke, beer, zag, mega. Do you understand? What? Crash, great. Ở trên đầu nó cái não to quá các bạn ha. Cứ nhìn đi. Não nó đúng to. Rồi cá tiếp theo. Rồi đây là hồ cá lớn, giống như hồ bên kia. Nào, bên kia nó có một thác nước. Nhưng đây là có con cá thật lớn, siêu to hơn luôn. Bà Tân về lóc quá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi chúng ta qua bên đây. Đây là cá dĩa đỏ dưa hấu. Dưa. Đây là cá dĩa đỏ dưa hấu. Dài lắm, chị cũng vậy thôi. Các bạn ơi,
có thể rất là bơi nhanh. Khi nào nó chụp xuống, nó sẽ bơi chậm lại. Nó ở trên cao, nó sẽ bơi nhanh. Đây là cá chuột Mỹ, nó giống như một con chuột, giống như con chuột đang sợ. Nó đã đứng yên một tại chỗ, nó đã đứng yên một tại chỗ. Bạn có thể nhìn cảm giác ra, bạn có thể cảm giác ra. Mở con này nó không to quá. Bạn có thể cảm giác ra nó đang giống, nó đang, bạn có thể cảm giác ra nó là con chuột nhưng nó tưởng mình là một con mèo nên nó núp. Ok video, ok con xoay trước mặt mình đi, con đi. Ok video đến đây là kết thúc rồi. Nhớ các bạn nhớ like và xem nha. Và ủng hộ. A few moments later. Ok các bạn, mình đã trở lại rồi. Tại vì mình lộn nhất cái con cá này còn thiếu nè. Đây là cá dĩa trắng. Tuổi đời của nó là 8 ngày đến 10 năm. Tính ăn và thích ăn, ăn tạm hình sức rất sinh sản, đẻ trứng. Con này có thể đẻ trứng được các bạn, đẻ trứng được. Con này rất đẹp. Vấn đề là mắt nó cũng đáng sợ. Cũng sợ lắm rồi á. Ok video đến đây cũng là kết thúc rồi. Nhớ các bạn nhớ like và share, nhớ bình luận cho mình biết nha. Ấn vô cái chuông để thông báo video mới đến nha. Ok, bye bye.